Chúng tôi đi làm này thì là phải là bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản sau này cho đời con đời cháu của mình, nên là chúng tôi phải là biết được cái là đánh bắt ở vùng ven biển vùng cạn là nó cũng nguy hiểm một tí, nên chúng tôi phải ra ngoài sâu một chút để chúng tôi làm. Hàng năm thì giữa đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Liên Điền với chi cục thủy sản Thái Bình đã có kế hoạch, có biên bản phối hợp hợp đồng trong việc tổ chức tuần tra kiểm soát người phương tiện hoạt động làm ăn trên biển, duy trì an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi khai thác thủy hải sản trái phép như sử dụng sung điện, kích điện, những phương tiện không đảm bảo về an toàn hàng hải và thuộc về các giấy tờ theo quy định. Toàn tỉnh Thái Bình hiện nay là có 1.167 phương tiện tàu cá hoạt động thủy sản với tổng công suất trên 100.000 CV. Thì trong thời gian qua, đặc biệt từ đầu năm đến nay thì ngành thủy sản Thái Bình cũng đã tích cực công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cái chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở đó, và chúng tôi cũng đã tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ thị về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Từ đầu năm đến nay thì ngành thủy sản Thái Bình đã phối hợp cùng với lực lượng biên phòng tổ chức nhiều cuộc tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên biển đối với để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong đó thì đã kiểm tra là trên 500 lượt phương tiện và đã lập biên bản xử phạt là 10 chủ tàu vi phạm trong hoạt động khai thác về sử dụng các cái phương tiện cấm khai thác như là sử dụng tia kích điện để khai thác thủy sản trên biển và xử phạt với số tiền là 81 triệu đồng.